không ngơ khán giả, không ngơ cầu thủ. Vâng, sân giao không hiểu ý nhau. Điểm cho Ngọc Tân 4-2. Chúng ta đang theo dõi trận đấu thứ hai của giải bóng chuyền nam trung cao tuổi giữa đội Ngọc Tân và đội Sân Giao. Vâng, những trận cầu đỉnh cao đang được diễn ra trên sân vận động nhà thi đấu của thôn Ngọc Tân trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, vâng, bóng rơi tự do, điểm cho Ngọc Tân 3-5. Vâng, quay vào sân số 1 thì đã tổ chức trên mời hai đội Bách Rắn và Hoàng An vào thi đấu trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai chính thức